Hoàng Nam và Phương Hiền xin được cùng chào đón tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã cùng đến với chương trình Đấu Trường Tương Tác được sản xuất bởi Tổ hợp Truyền thông Tương Tác. Và quý vị khán giả thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên 4 app, đó là app THP On, app PPTV Go, app BG TV Go và cuối cùng đó là app Hưng Yên TV Go. Chúng ta vừa trải qua một cái phần truy tìm những con số may mắn hết sức là gay cấn đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì cũng giống như mọi khi thôi, chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi để có thể mang về cho mình được những phần quà rất rất hấp dẫn đến từ chương trình. Tuy nhiên thì trước khi đến với những câu hỏi, có lẽ là chúng ta sẽ phải quay qua một chút về luật chơi để xem là có những bạn khán giả mới nào không ngày hôm nay sẽ cùng tham gia với Phương Yên và Hoàng Nam có thể biết được thông tin để cùng lát nữa tham gia mini game nhé. Vâng, một điều nữa trước khi tôi công bố luật chơi cũng như giải thưởng ngày hôm nay, đó là quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình qua livestream từ fanpage Tổ hợp Truyền thông Tương Tác thì hãy nhanh tay tải một trong 4 app THP On, BPTV Go, BG TV Go cũng như là Hưng Yên TV Go để có thể tham gia chơi cùng với chúng tôi trong những câu hỏi rất hấp dẫn sắp tới của Đấu Trường Tương Tác. Đó, ở đây quý vị khán giả ơi, chúng tôi hiển thị 4 app ở đây, nhớ là tải một trong 4 app này rồi vào chơi với Đấu Trường Tương Tác hôm nay nhá. Rồi, quay trở lại với luật chơi và giải thưởng hôm nay, chúng ta sẽ có một chút những cái sự thay đổi như thế này quý vị khán giả ơi. Xin mời có thể hiển thị đồ họa để cho quý vị khán giả theo dõi được kỹ hơn đó. Hôm nay chúng ta sẽ có 12 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian trả lời là 15 giây cho mỗi câu. Khán giả sẽ được cộng dồn tiền thưởng khi chúng ta đạt được các chuỗi thưởng của chương trình nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với các chuỗi đúng liên tiếp nha quý vị khán giả ơi. Đó là chuỗi 3, chuỗi 6, chuỗi 9, chuỗi 12, mỗi chuỗi tương ứng với 500.000 đồng tiền mặt chia đều cho những bạn khán giả trả lời đúng. Tuy nhiên, khác một chút so với những cái số đầu tiên của Đấu Trường Tương Tác, đó là khi mà quý vị khán giả trả lời sai, chúng ta sẽ bắt đầu lại ở chuỗi thưởng cao nhất đạt được trong chương trình. Hiểu nôm na là quý vị khán giả đã đúng được 3 câu đầu tiên rồi. 3 liên tiếp, 3 câu liên tiếp đầu tiên đạt được chuỗi 3. Chúng ta chẳng may chúng ta sai câu 4 thì sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu nữa, mà chúng ta sẽ được có cơ hội bắt đầu lại từ chuỗi 3 luôn nha quý vị khán giả ơi. Và chúng ta sẽ đếm tiếp tục lên đến chuỗi 6, chuỗi 9 hay là chuỗi 12. Chuỗi 12 thì chắc chắn là phải trả lời đúng hết cả 12 câu rồi, không thể khác được đúng không nào? Đó, một chút điều chỉnh về luật chơi ngày hôm nay để chương trình của chúng ta có thể hấp dẫn hơn và quý vị khán giả cũng có nhiều cơ hội để giành về những giải thưởng hấp dẫn tới từ chương trình. Và đó là luật chơi của chương trình. Và quý vị ơi, chúng ta đã cùng kêu gọi bạn bè tải app hay chưa? Để ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên. Nếu như mà chúng ta đã hiểu rõ về luật chơi này, sau khi đã tải app và kêu gọi bạn bè rồi thì hãy cùng comment thả tim sẵn sàng để chúng ta cùng đến với những câu hỏi đầu tiên. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì sẽ có rất rất nhiều những quý vị khán giả sẽ trả lời cũng như là nhận về cho mình được cái số tiền thưởng cao nhất của chương trình. Vâng, hôm nay thì là ngày 17 tháng 5, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già của dân tộc. Và do vậy những câu hỏi trong chương trình hôm nay sẽ là những câu hỏi có liên quan tới cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu của chúng ta nha quý vị khán giả ơi. Và có lẽ là xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị Thanh chắt nốt để tôi và Phương Hiền có một chút giao lưu với quý vị khán giả trước khi chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, để xem là với chủ đề như thế này thì quý vị khán giả không biết là sẽ có những cái biểu hiện như thế nào đây. Ôn bài một xíu đúng không ạ? Rồi, Phương Hiền có thể giúp tôi đọc những cái bình luận đầu tiên của quý vị khán giả. Bạn Hải thì đang nói là làm thế nào để dùng mốc 6? Là đạt được đến chuỗi 6 đúng không Hải ơi? Đó, chúng ta phải trả lời đúng 6 câu liên tiếp nha Hải. Trả lời đúng 6 câu liên tiếp nha, nhớ nha, nhớ nha. Tuy nhiên nếu như trả lời sai thì bạn sẽ được bắt đầu lại từ mốc 3 nếu như chúng ta đạt được chuỗi 3 nha. Xin chào Nguyễn Đức Huỳnh, xin chào Thái Ngọc Hiệp và Hồ Ngọc Duy Phú. Rồi, Thái Ngọc Hiệp đang có những cái lời động viên, đó là Bác Hồ muốn năm, Việt Nam muốn năm. Vâng, nhân kỷ niệm ngày sinh 134 năm của Chủ tịch vĩ đại của dân tộc Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút những cái thông tin thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đến với câu hỏi đầu tiên rồi, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là mọi người hay thường nói là dễ như ăn kẹo. Đúng không ạ? Để có thể mở đầu cho quý vị khán giả thật là gọi là thuận lợi nha. Rồi, mời quý vị khán giả ăn kẹo đi thôi Phương Hiền ơi. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình như sau. Xin mời. Câu hỏi đầu tiên ạ. Tên khai sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh? Quá dễ. Tên khai sinh nha quý vị nha. Bác Hồ thì có rất là nhiều tên. Đúng không ạ? Câu này mà ai trả lời sai thì không được gọi là cháu ngoại Bác Hồ đâu nhá. Rồi Phương Hiền ơi, đáp án của chúng ta ở câu hỏi đầu tiên này là gì ạ? Và đáp án trong câu hỏi này không thể là một đáp án nào khác, đó chính là A. Nguyễn Sinh Cung. A. Nguyễn Sinh Cung. 77% quý vị khán giả trả lời đúng thôi á. Trời ơi, có những người trả lời là Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc. Thì Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc là những cái bí danh của Bác khi mà Bác sử dụng
trong cái quá trình mà hoạt động ở nước ngoài nha quý vị khán giả ơi. Trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 tới 1941 thì bác có sử dụng rất nhiều những cái bí danh như là Nguyễn Tất Thành này, Nguyễn Ái Quốc này, thậm chí là cả Hồ Chí Minh nữa. Thế nhưng mà tên khai sinh của bác là Nguyễn Sinh Cung nha quý vị khán giả ơi. Đã qua câu hỏi đầu tiên rồi, chúc mừng 77% quý vị khán giả lựa chọn đúng. Xin mời đến với câu hỏi thứ hai. Câu này cũng hay này. Bác Hồ làm công việc gì trên chiếc tàu buôn Latus Trevin trên đường sang Pháp? Chúng ta có các lựa chọn là lái tàu, phụ bếp, bếp trưởng hay là thợ máy. Nào, có rất nhiều những bạn khán giả tham gia trả lời câu hỏi đến từ những app đó là BBTV Go hay là THP rồi. Chúng ta đã hết thời gian. Và đáp án trong câu hỏi này là gì hả Hoàng Nam? Đáp án đó chính là công việc phụ bếp nha quý vị khán giả ơi. Bác Hồ đã làm công việc phụ bếp trên chuyến tàu sang Pháp tìm đường cứu nước. Và xin được chúc mừng 93 bạn khán giả xuất sắc trả lời đúng là phụ bếp. Rồi, như vậy là chúng ta đã trải qua hai câu hỏi đầu tiên. Và trước khi tới với câu hỏi thứ ba thì tôi muốn xem là có bao nhiêu bạn khán giả đang ở chuỗi 2 chuẩn bị đặt chân vào chuỗi 3 đầu tiên của chương trình đã. Xin mời Hiển Thị. Rồi, đang có 54 bạn khán giả có cơ hội chuẩn bị bước vào chuỗi 3. Phương Hiền có nghĩ rằng cả 54 bạn khán giả này có thể bước vào, có thể đạt được chinh phục chuỗi 3 sau câu hỏi sắp tới không ạ? Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể, bởi vì câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi liên quan đến kiến thức văn chương, tuy nhiên là cũng liên quan đến Bác Hồ nha. Đấy, gọi là bật mí cho các bạn một chút như vậy. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi số 3 của chương trình. Rồi, Phương Hiền hãy giúp tôi đọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chương trình như sau. Tập thơ Nhật ký trong tù được viết bằng ngôn ngữ nào? Chữ Nôm, chữ Latin, chữ Hán hay là cả chữ Hán và chữ Nôm? Rồi, trong tù không rượu cũng không hoa. Đấy, làm chúng ta liên tưởng đến những ngày tháng đi học phải không ạ? Đúng ạ, nhưng mà cái tên tôi vừa nói là đã phiên âm rồi nha quý vị khán giả ơi, chứ không phải là ngôn ngữ gốc được viết trong cái tập nhật ký trong tù đâu. Quý khán giả thân mến, thời gian trả lời thì đã kết thúc rồi. Và nhật ký trong tù là tập thơ gồm 134 bài thơ được viết theo thể đường luật do Bác Hồ sáng tác trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây Trung Quốc từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 tới ngày 10 tháng 9 năm 1943 và được viết bằng chữ Hán nha quý vị khán giả ơi. Đáp án chính xác của chúng ta là C, với 70% lựa chọn tới từ các bạn khán giả tham gia. Và như vậy là có thể là sẽ có rất nhiều những người trong số 54 bạn khán giả vừa rồi sẽ chinh phục thành công chuỗi 3 của chương trình ngày hôm nay. Và xin mời bảng xếp hạng tới từ chương trình xem là những ai đã chinh phục được chuỗi 3 đấy ạ. Vậy là có đến 41 bạn khán giả đã chạm tay vào chuỗi 3. Và hiện tại thì 41 bạn khán giả này đang sở hữu số tiền thưởng là 12.195 đồng. Rồi, đọc qua một vài cái tên tiêu biểu. Chúng ta có Thái Ngọc Hiệp, chúng ta có Long, có Vũ Sơn Bác, có Vũ Thành Dũng, có Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Ngọc Huyền Diệu. Đó, rồi, Vũ Sơn Tùng nữa thì đều là những cái tên quen thuộc phải không ạ? Quay trở lại với trường quay, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Tiếp tục là một câu hỏi liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu hỏi số 4 của chương trình như sau. Nhờ tiếp thu yếu tố nào mà Hồ Chí Minh từ một nhà yêu nước trở thành một người cộng sản? Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa tam dân hay chủ nghĩa Mác Lênin? Cũng không phải là một câu hỏi khó luôn quý vị khán giả ơi. Câu hỏi này thì có lẽ là cũng không có gì phải suy nghĩ quá nhiều phải không nào? Đáp án chính xác của chúng ta là gì Phương Hiền ơi? D, chủ nghĩa Mác Lênin. Gọi là cứ nhắc đến chủ nghĩa Mác Lênin là chúng ta nhắc đến Bác Hồ phải không ạ? Đúng rồi, chính xác, một người học trò kiệt xuất của chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi, chúng ta có 88% quý vị khán giả lựa chọn là đáp án đúng, không thể sai được ở câu này. Rồi, và quý vị khán giả ơi, những ai mà đang theo dõi đấu trường tương tác qua live stream từ fanpage đấu truyền thông tương tác thì hãy nhanh tay tải một trong 4 app THPO này, BPTV Go, BGTV Go và Hưng Yên TV Go để có thể tham gia chơi cùng với chúng tôi ở đấu trường tương tác. Và nhờ bộ phận kỹ thuật có thể hiển thị lại giúp tôi 4 app để quý vị khán giả có thể nắm được thông tin và chúng ta có thể tải thông qua App Store hay là cửa hàng Google Play. Đây nha quý vị khán giả ơi, THPO của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, BPTV Go của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, BGTV Go của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang và Hưng Yên TV Go của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Rồi, tải một trong 4 app về tham gia chơi nha quý vị khán giả ơi. Nhưng chúng tôi cũng recommend là những bạn khán giả nào ở địa phương nào thì hãy tải đúng app của địa phương đó để tham gia chơi, để đạt được cái chất lượng mạng cũng như là cái thời lượng câu hỏi chúng ta lên thì nó là ổn định nhất. Và chúng ta đã trải qua 4 câu hỏi liên quan đến Bác Hồ rồi và vẫn còn một loạt những câu hỏi khác có liên quan đến Bác Hồ trong ngày hôm nay. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 sẽ là một câu hỏi mà Phương Hiền bật mí với các bạn khán giả là đánh giá là không khó đâu. Không rất khó. Rất dễ nha. Câu này cũng dễ thôi. Câu hỏi số 5 của chương trình như sau.
Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại địa điểm nào? Quảng trường Ba Đình, quảng trường Lâm Viên, quảng trường Đỏ hay quảng trường Thời Đại? Rồi. Câu hỏi này thì phải nói là còn tôi nói không quá còn dễ hơn câu 1. Câu hỏi này thì thực ra với đa số chúng ta thì có thể cảm thấy là nó không khó. Thế nhưng mà thực sự thì tôi nghĩ rằng vẫn có những bạn, có thể là những bạn khán giả trẻ, chúng ta có thể là chẳng may là quên đi mất hoặc là chưa nắm rõ được những cái thông tin mang tính lịch sử như thế này. Và hẳn rồi, đáp án của chúng ta ở câu hỏi này làm sao mà có thể khác ngoài Quảng trường Ba Đình nha quý vị khán giả ơi. Đáp án là A với 98%, lựa chọn tới từ quý vị khán giả, chính xác đó. Cũng lâu lâu thì chúng ta nhắc lại một chút những cái địa điểm gọi là mang tính lịch sử của dân tộc. Và vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì như tất cả chúng ta đã biết, vào lúc khoảng 2 giờ chiều thì Bác Hồ đã ở tại Quảng trường Ba Đình đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin lỗi quý vị khán giả, thời điểm đó chúng ta gọi là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhá. Rồi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sau này, vào năm 1976 thì đất nước chúng ta mới mang cái tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn thời điểm Bác đọc tuyên ngôn độc lập thì gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nha quý vị khán giả. Nhưng cũng là tiền thân của đất nước chúng ta bây giờ. Đúng rồi, đấy, và đó là một vài những thông tin lịch sử mà chúng tôi muốn truyền đạt đến quý vị khán giả. Đó là câu hỏi số 5 đúng Hoàng Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 6 và trước câu hỏi khi số tới với này. Câu hỏi số 6 Phương Hiền ạ. Chúng ta phải xem là có bao nhiêu bạn khán giả đang ở chuỗi 5 đã. Đúng rồi. Để xem là bao nhiêu bạn khán giả đang ở chuỗi 5 đây. Oh. 34 bạn khán giả đang ở chuỗi 5. Chuỗi 4 là 16 bạn khán giả, chuỗi 3 là 5 bạn và chuỗi 2 là 21 bạn. Qua câu vừa rồi thì đã có thêm 5 bạn khán giả nữa chinh phục được chuỗi 3 và 21 bạn khán giả chuẩn bị bước vào chuỗi 3 và 34 bạn khán giả có cơ hội rất lớn đạt được chuỗi 6 ngày hôm nay. Và ở câu hỏi số 6 ngày hôm nay của chương trình sẽ là một câu hỏi liên quan đến kiến thức về lịch sử. Đấy, nhiều bạn trẻ là khi nhắc đến lịch sử là cũng hơi e ngại một xíu đấy. Nhưng mà hôm nay sẽ là cơ hội để chúng ta vừa chơi này và vừa nhắc lại những cái sự kiện lịch sử rất là huy hoàng trong lịch sử nước nhà. Và xin mời câu hỏi số 6 của chương trình. Câu hỏi số 6 như sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào? Đêm 18 tháng 9 năm 1946, ngày 20 tháng 12 năm 1946, đêm 19 tháng 12 năm 1946 hay đêm ngày 21 tháng 12 năm 1946? Rồi. Câu hỏi mà có những cái dữ kiện có thể khiến chúng ta có sự nhầm lẫn đây quý vị khán giả ơi. Rồi, và thời gian trả lời đã kết thúc. Thông tin tới quý vị khán giả như sau. Vào thời điểm tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp liên tiếp gửi tối hậu thư buộc chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng. Trước cái thời điểm mà thực dân Pháp gây sức ép nặng nề như vậy, thì vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Tôi xin trích một đoạn ngắn trong cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác như sau. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Đó là một vài đoạn đầu tiên trong cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được Bác đưa ra vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 nha quý vị khán giả. Vậy là đáp án B với 73% quý vị khán giả dự đoán chính xác đã trả lời chính xác ở trong câu hỏi số 6 này của chúng tôi. Một kiến thức lịch sử mà có lẽ là không chỉ riêng các bạn khán giả đâu mà khi chúng ta nhắc lại chúng ta cũng cảm thấy có một chút gì đó rất là hào hùng. Rất là gọi là hào hùng nổi hết cả da gà lên mất. Chính xác. Và đó là câu hỏi số 6, câu hỏi số 7 vẫn sẽ là một dữ kiện mà tôi cho rằng đây là thuộc về môn lịch sử đi. Đúng rồi, Phương Hiền ơi, trước khi tới với câu hỏi số 7 chúng ta phải xem là có bao nhiêu bạn khán giả đạt được chuỗi 6 đã. Xin mời xem là có những bạn khán giả nào đã đạt được chuỗi 6 của chương trình đấy ạ. Và ở chuỗi 6 này chúng ta có 28 bạn khán giả đang đạt được. Với những bạn khán giả đứng đầu danh sách trong chuỗi 6 này, xin được chúc mừng Thái Ngọc Hiệp, Long, Trịnh Phương Đông, Trần Quốc Bảo và những bạn khán giả khác. Hiện tại ở mốc 6 này thì các bạn đang sở hữu cho mình số tiền thưởng là 17.857 đồng. Rồi, đó là những bạn khán giả, 28 bạn khán giả đạt được chuỗi 6 này. Chúng ta đã có thêm 24 bạn khán giả nữa đạt được chuỗi 3, nâng tổng số người đạt được chuỗi 3 lên là 65. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi số 7 này, Phương Hiền ơi. Câu hỏi số 7 của chương trình như sau. Sẽ là một dữ liệu về lịch sử các bạn nhé. Bác Hồ trở về nước vào ngày tháng năm nào? 12 tháng 8 năm 1941, 12 tháng 8 năm 1942, 28 tháng 1 năm 1941 hay 28 tháng 1 năm 1942? Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là không dễ. Đúng rồi, có cái sự gọi là phân loại nhất định
trong những cái cột mốc của chương trình đấy. Chính xác. Rồi, thời gian trả lời đã kết thúc nha quý vị khán giả ơi. Ở câu hỏi này, chúng ta sẽ có một vài thông tin như sau. Đó là vào đầu tháng 1 năm 1941, thì Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng từ Việt Nam đã sang Tĩnh Tây, Quảng Tây Trung Quốc để gặp Nguyễn Ái Quốc để báo cáo về kết quả xây dựng và củng cố an toàn ở khu Cao Bằng. Thì Hoàng Văn Thụ đề nghị bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua lối Cao Bằng. Nguyễn Ái Quốc cũng nhận định rằng Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng và bác đã quyết định trở về nước sau 30 năm ở nước ngoài. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức trở về Việt Nam vào ngày 28 tháng 1 năm 1941 với hành lý vô cùng đơn sơ, đó là một chiếc vali nhỏ đan bằng mây tre để đựng quần áo và một chiếc máy đánh chữ xách tay. Có như vậy thôi quý vị khán giả ơi. Và có 73% quý vị khán giả đã lựa chọn đúng ở câu hỏi thứ 7 này. Một tràng pháo tay dành cho tất cả những bạn khán giả đang tham gia trả lời. Rõ ràng là những kiến thức lịch sử mà liên quan đến mốc thời gian nó không hề dễ một chút nào, nhưng mà quý vị khán giả vẫn có thể trả lời được. Số đông vẫn có thể đưa ra được đáp án đúng. Và quý vị khán giả yên tâm đi, ở câu hỏi số 8 này của chúng tôi sẽ không phải là một câu hỏi liên quan đến những cột mốc về thời gian nữa. mà nó sẽ liên quan đến một tác phẩm mà tôi nghĩ rằng là cũng là liên quan đến văn học. Văn học, phải đây là một câu hỏi. Tại vì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thì ngoài là một nhà giải phóng dân tộc, một người cộng sản ra thì cũng còn là một người rất nổi tiếng về những cái tác phẩm văn học, thơ, văn, truyện ngắn, rồi rất nhiều những cái tác phẩm khác nữa. Và xin mời tới với câu hỏi thứ 8. Câu hỏi số 8 của chương trình như sau. Đâu là một tác phẩm truyện ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Con Rồng Tre, Đường Cách Mệnh, Những Trò Lố hay Varen và Phan Bội Châu? Cuối cùng là Búp Sen Xanh. Rồi, chúng ta có 4 đáp án lựa chọn. Đâu là truyện ngắn? Đây thì đều là những... xin lỗi quý khán giả, đây chỉ có 3 tác phẩm là chuyện là tác phẩm văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi. Có một tác phẩm không phải của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là tác phẩm Búp Sen Xanh, được viết bởi nhà văn Sơn Tùng, một cuốn truyện viết về thời niên thiếu và thời thanh niên của bác. Đó. Vậy là ít nhất là theo cái gợi ý của Hoàng Nam là quý vị khán giả đã bớt đi được một phương án rồi. Còn lại 3 tác phẩm Con Rồng Tre, Đường Cách Mệnh và Những Trò Lố hay là Varen và Phan Bội Châu. Thì Con Rồng Tre là một tác phẩm kịch của bác, một vở kịch bác viết. Đó, một vở kịch châm biếm nha quý vị khán giả. Đường Cách Mệnh thì không phải là một truyện ngắn. Do vậy đáp án chính xác của chúng ta ở đây đó là C, Những Trò Lố hay là Varen và Phan Bội Châu. Đây là tác phẩm được viết trong truyện ký, trong tập truyện ký Nguyễn Ái Quốc, viết bằng tiếng Pháp đầu những năm 20 của thế kỷ 20. Những Trò Lố hay là Varen của Phan Bội Châu được viết ngay sau khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt cóc ở Trung Quốc, giải về giam ở Hòa Lò và sắp bị xử án. Còn Varen thì chuẩn bị sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương. Varen là một viên toàn quyền Đông Dương nha quý vị khán giả ơi. Những tác phẩm này thì là câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Varen, tên toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ, và Phan Bội Châu, hiện là một người tù bị bắt giam vì hoạt động cách mạng. Trong cuộc gặp gỡ tại nhà tù giam giữ Phan Bội Châu, Varen đã ra sức dùng lời lẽ dụ dỗ người chí sĩ yêu nước, phản bội dân tộc, làm tay sai cho Pháp. Nhưng với tinh thần dân tộc, ý chí cách mạng của mình thì Phan Bội Châu đã đáp trả Varen bằng thái độ dửng dưng, khinh bỉ, thậm chí là nhổ cả vào mặt tên toàn quyền Đông Dương ấy. Đó là những thông tin về tác phẩm về truyện ngắn Những Trò Lố hay là Varen của Phan Bội Châu. Chỉ có 22% quý vị khán giả trả lời đúng thôi. Khá là bất ngờ, với Đường Cách Mệnh thì có đến 55% quý vị khán giả dự đoán. Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là sẽ đưa ra cái sự phân loại về khán giả ở những cột mốc rất rất là lớn đây. Chính xác, Đường Cách Mệnh thì là tập tổng hợp những cái bài giảng liên quan tới các đường lối chủ trương mà bác viết cho các cái cán bộ cộng sản nha quý vị khán giả ơi. Rồi, trước khi tới với câu hỏi thứ 9, hãy cho tôi xem bao nhiêu khán giả đã chinh phục được chuỗi 8 rồi ạ. Xin mời. Có bao nhiêu khán giả Phương Hiền ơi? Với chuỗi 8 này thì có 4 bạn khán giả đang chinh phục được nha. Có 4 vị khán giả, đó là ai thì có lẽ là... Hy vọng là sau câu hỏi thứ 9 này chúng ta sẽ được gọi tên 4 bạn khán giả xuất sắc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 9. Xin mời câu hỏi số 9. Câu hỏi liên quan đến lĩnh vực âm nhạc. Tác giả của ca khúc bài ca Hồ Chí Minh, Pete Seeger, Victor Jara, Vladimir Ferre hay là Ewan McCall? Rồi, cho quý vị khán giả nào chưa biết, bài ca Hồ Chí Minh là một ca khúc được sáng tác bởi một nhạc sĩ nước ngoài. Đó, có thể thấy là không chỉ dân tộc Việt Nam đâu mà những bạn bè khắp Nam Châu cũng đều dành những tình cảm yêu quý cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Và ở đây trong 4 tác giả này thì đều là những người đã từng có những cái ca khúc, những cái bài tác phẩm âm nhạc
sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh tên tiếng Anh là The Ballad of Hồ Chí Minh được sáng tác bởi Ewan McCall nha quý vị khán giả ơi, một nhạc sĩ người Anh gốc Scotland. Nhịp điệu bài hát này chính là nhịp điệu của làn dân ca cổ sắc sông. Ông đã dùng nó để nói lên rằng là tình cảm của người dân nước Anh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lời Việt của ca khúc này thì được viết bởi tác giả Phú Ân và lấy tên là Bài ca Hồ Chí Minh. Tôi vẫn còn nhớ một vài câu trong bài hát như thế này, đó là rừng rực cháy nơi cách mạng lan tràn, từ rừng Việt Bắc vào đến tháng 10. Đó, và có những cái câu điệp khúc rất là quen thuộc là Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh. Đó, đó là làn điệu sắc xô mà tác giả Ewan McCall đã sáng tác ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh này để ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Nhiều rồi. Bạn khán giả thì nhiều khi là cũng không nhớ tên đâu, nhưng mà nghe giai điệu nghe thì giai điệu rất phát là quen. Nhớ rồi, chắc hẳn là Phương Hiền như vậy đúng không nào? Và chúng ta đã kết thúc câu hỏi số 9 rồi quý vị khán giả ơi, và cho tôi xem liệu rằng bốn bạn khán giả xuất sắc vừa rồi đang ở chuỗi 8 có chinh phục thành công chuỗi 9 hay không? Xin mời. Wow, vẫn giữ nguyên bốn vị trí, đó là bạn Vũ Sơn Bác đứng ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo đó chính là bạn Hiếu đứng ở vị trí thứ ba, đó chính là bạn Nguyễn Văn Thưởng. Cuối cùng đó là Quang Tùng. Hiện tại thì bốn bạn đang nhận được tạm giữ cho mình mức tiền thưởng đó là 125.000 đồng. Rồi, quay trở lại với trường quay để chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 10 thôi Phương Hiền ơi. Câu hỏi số 10 chúng ta sẽ cùng liên quan đến một địa điểm nha. Nói là một địa điểm để giúp các bạn khán giả có thể dễ hình dung. Và cụ thể câu hỏi số 10 của chương trình như sau. Bác đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại đâu? Quảng Tây Trung Quốc, Cửu Long Hồng Kông, Đài Bắc Đài Loan hay là Moscow Nga? Ồ, câu này cũng dễ gây nhầm lẫn đấy. Đây đều là những gọi là đều đất là nước, cái... gọi là bạn bè láng giềng đối với Việt Nam chúng ta. Không nào? Quý vị khán giả thân mến, vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản nhằm giải quyết những mâu thuẫn hiện có giữa những người Cộng sản Đông Dương, thì bác đã thống nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long Hồng Kông nha quý vị khán giả ơi! B với 39% quý vị khán giả dự đoán, có nghĩa là hầu hết là gần 50% là lựa chọn là A, Quảng Tây Trung Quốc. Có lẽ là tại vì là nghe Quảng Tây Trung Quốc cũng là một cái nơi mà bác đã từng hoạt động cách mạng rất là nhiều năm, nên là quý vị khán giả có cái sự nhầm lẫn. Đài Loan và Nga thì có thể là những cái đáp án chúng ta ít nghe hơn. Nhưng mà đây quý vị khán giả ơi, bác đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long Hồng Kông nha quý vị khán giả ơi. Rồi, chúng ta đã đi xong câu hỏi thứ 10. Xin mời câu hỏi số 11. Một câu hỏi một lần nữa lại liên quan tới lĩnh vực văn học, liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin mời. Câu hỏi số 11 như sau. Hoàn thành câu thơ sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh: rằng đây bốn bể là nhà, chấm 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 đều là anh em, Lao động thế giới bốn phương vô sản, vàng đen trắng đỏ hay là Đông Tây Nam Bắc? Đây là một câu thơ không được biết đến nhiều của bác, nhưng có một cái hoàn cảnh lịch sử ở phía sau hai cái câu thơ này như sau nha quý vị khán giả ơi. Thời gian trả lời đã kết thúc rồi. Hoàn cảnh lịch sử của cái hai câu thơ này như sau quý vị khán giả nhé. Đó là vào tại Pháp khoảng những năm 1921-1922 thì Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí lập ra hội liên hiệp thuộc địa gồm các thợ thuyền này, binh lính này, kiều bào vân vân ở tất cả các nước thuộc địa đang sinh sống tại Pháp, bao gồm người châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Trong quá trình vận động tuyên truyền, có người đề nghị chỉ nên thu nhận kiều bào Việt Nam mà thôi. Thế tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc đã giải thích ý nghĩa đoàn kết đấu tranh mới tạo nên sức mạnh bằng hai câu thơ theo dạng kiều lẩy như thế kia nha quý vị khán giả ơi. Đó là: rằng đây bốn bể là nhà, vàng đen trắng đỏ đều là anh em nha quý vị khán giả ơi. Đáp án chính xác của chúng ta là C, vàng đen trắng đỏ nha quý vị khán giả. Đó. Tất nhiên vẫn không phải là cái đáp án mà có cái tỷ lệ quý vị khán giả mình chọn nhiều nhất. Bốn phương vô sản thì nghe cũng... cái bốn phương vô sản cũng từng xuất hiện trong một vài câu thơ của bác, nhưng không phải ở trong hai câu thơ này. Đó, nếu có quý vị khán giả nào thắc mắc về cái dạng văn thơ kiều lẩy, tức là chúng ta... đây là dạng là những cái câu thơ mà chúng ta lấy từ một câu nào đó của truyện kiều, sau đó chúng ta lẩy ra theo cái ý của mình để mục đích là tạo cái sự ghi nhớ và tạo cái sự quen thuộc cho khán giả, bởi vì truyện kiều là một cái tác phẩm đã rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam rồi đúng không ạ? Và câu này thì như bác trích từ câu 2435 trong truyện kiều thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm, ở câu rằng đây bốn bể là nhà này. Rồi.
Và chỉ còn một câu hỏi cuối cùng trước khi bước vào thời khắc quyết định công bố bảng xếp hạng của đấu trường giác hôm nay. Rất là run, hồi hộp đúng không ạ? Và câu hỏi cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ là một câu hỏi liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là liên quan đến một chút cái kiến thức về bộ máy, đúng rồi, bộ máy nhà nước một xíu đấy. Nghe là nhiều bạn khán giả là cũng cảm thấy là hơi e ngại rồi đúng không nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi số 12. Câu hỏi cuối cùng để quyết định rất nhiều điều quan trọng trong ngày hôm nay. Xin mời câu hỏi số 12. Trong hệ thống chính trị, Hồ Chí Minh coi trọng vai trò của cái gì nhất ạ? Bộ chính trị, chi bộ, ban chấp hành trung ương hay là ban bí thư? Rồi, câu hỏi không dễ. Bởi vì là những câu hỏi cuối rồi, chúng tôi không show lại danh sách những bạn khán giả đang ở chỗ nào để chúng ta có thể hồi hộp chờ đón kết quả từ câu hỏi số 12 này. Quý khán giả thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt đăng trên báo Nhân dân số 3503 vào ngày 31 tháng 10 năm 1963, khẳng định chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Và do đó, trong hệ thống chính trị, Hồ Chí Minh cực kỳ coi trọng vai trò của chi bộ nha quý vị khán giả ơi. Bởi vì chi bộ là một cái gọi là có vai trò rất mật thiết với quần chúng nhân dân đó. Do vậy là bác là một người luôn nghĩ tới nhân dân, luôn nghĩ tới tất cả đồng bào của chúng ta. Do vậy bác rất coi trọng vai trò của chi bộ trong hệ thống chính trị. Với 25% quý vị khán giả dự đoán đáp án là B, xin được chúc mừng 25% quý vị khán giả dự đoán. Ngược lại 52% thì đều lựa chọn đáp án là C, đó là Ban Chấp hành Trung ương. Đúng rồi, Ban Chấp hành Trung ương là một cái đơn vị lớn hơn chi bộ, do vậy là quý vị khán giả có thể có những cái lựa chọn như vậy. Rồi, và chúng ta đã kết thúc 12 câu hỏi của đấu trường tương tác hôm nay. Và giờ là thời khắc quyết định, hãy cho tôi xem chuỗi 12 của chúng ta ngày hôm nay có ai chinh phục thành công không ạ? Xin mời! Hy vọng rằng là có vẻ như là không có ai gọi là chinh phục được chuỗi 12 của chương trình mất rồi. Và chúng ta sẽ cùng vẫn nhìn lại tất cả những cái chuỗi trong ngày hôm nay. Đó là chuỗi 3, 6, 9, ở chuỗi 9 đi. Chúng ta đã có 9 bạn khán giả chinh phục được chuỗi 9 này. Và mỗi bạn nhận được số tiền thưởng rất là đẹp, 55.555 đồng. Nhưng họ cơ sở sẽ được cộng dồn ở chuỗi 3, chuỗi 6 nữa cơ, Phương Hiền ơi. Do vậy là tổng giải thưởng có thể lên tới hơn 70.000 đồng. Rồi, chúng ta có 40 bạn khán giả đạt được chuỗi 6 và 68 bạn khán giả đạt được chuỗi 3. Và cho tôi xem những bạn khán giả xuất sắc giành được nhiều giá trị tiền mặt nhất của chúng ta ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Vũ Sơn Bác, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Văn Thưởng và Trần Trung Hiếu. Rất nhiều những bạn khán giả ngày hôm nay đã nhận được số tiền trung bình, tôi thấy rằng là cũng những cái top đầu thì khoảng trên 70.000 đồng đúng không ạ? Rồi, 75.407 đồng cho các bạn khán giả chinh phục thành công chuỗi 9. Đó, chúng tôi sẽ để bảng xếp hạng ở đây thêm một ít thời gian nữa nha quý khán giả ơi. Rồi, quay trở lại với trường quay của đấu trường tương tác. Thì quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua live stream của fanpage Tổ hợp truyền thông tương tác, thì đừng quên là hãy tải một trong bốn app của chúng tôi: THPON, BPTV Go, BG TV Go, Hưng Yên TV Go, để không bỏ lỡ những chương trình game show vô cùng hấp dẫn. Tham gia chơi tương tác lại còn có tiền mặt thì còn gì. Đúng rồi, thú vị bằng nữa đây Phương Hiền ơi. Và cũng đừng quên là ngày hôm nay đã là thứ 6 cuối tuần rồi, thì thứ hai chúng ta vẫn sẽ có gặp lại nhau trong một chương trình. Ngoài con số may mắn ra thì có một chương trình nữa, đó là chương trình check in tương tác với mức giá trị giải thưởng tiền mặt. Tôi có thể bật mí luôn cho các bạn khán giả, đó là cũng có sự thay đổi điều chỉnh, có cơ hội lên đến 2 triệu đồng quý vị khán giả nha. Vâng, đó bởi vì là phần thưởng của check-in tương tác sẽ được tăng theo số lượng người tham gia các phần chơi tương tác của chúng tôi. Do vậy hãy nhanh tay chuẩn bị sẵn một trong bốn app này. Lưu ý là ưu tiên các bạn khán giả ở địa phương nào thì hãy tải đúng app của địa phương đó để đảm bảo được chất lượng đường truyền của chúng tôi nha quý vị khán giả ơi. Rồi, một vài thông tin như vậy để quý vị khán giả lưu ý. Còn bây giờ, thời gian của đấu trường tương tác đã hết. Hoàng Nam và Phương Hiền xin chào và hẹn gặp lại.